Tung ra sân đội hình gồm nhiều gương mặt quen thuộc, huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng sử dụng luôn sơ đồ chiến thuật 3-4-3 vốn đã gắn bó với đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua. Dù khởi đầu chủ động với những tình huống súng bóng ở hai biên, nhưng đội bóng áo đỏ vẫn khiến cho các cổ động viên phải lo lắng khi nhiều lần để cho đội khách có cơ hội đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm. Và trong một tình huống như vậy ở hiệp 2, Philippines đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 62. Bàn thua khiến đội tuyển Việt Nam bừng tỉnh và chỉ 2 phút sau đó, tình huống phối hợp của bộ ba Hoàng Đức Văn Toàn và Tiến Linh đã đem lại bàn gỡ cho đội chủ nhà. Mọi thứ tưởng chừng đã suôn sẻ với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang sik khi Tiến Linh có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 76. Nhưng bàn thắng của Ingresso ở phút thứ 88 như thử thách bản lĩnh trong ngày ra mắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Phải đến khi Tuấn Hải nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thứ 90 5, tất cả mới vỡ hòa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam có trận thắng đầu tiên sau 7 trận toàn thua. Lâu rồi đội tuyển Việt Nam mới chiến thắng, đội tuyển chỉ tập trung trong 5 ngày, một quãng thời gian quá ít ỏi, nhưng các cầu thủ đã thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết. Tôi nghĩ đó cũng là yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng hôm nay. Philippines đã có hai cơ hội ngoan ăn trong hiệp 1, nhưng thiếu một chút chính xác để cụ thể hóa thành bàn. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chiến thắng nhờ có Tiến Linh và Tuấn Hải, những tiền đạo xuất sắc biết tận dụng cơ hội. Vâng, xin chào đón quý vị cùng đến với chương trình Quán Thể Thao. Và tuần này thì chúng ta sẽ có những chủ đề rất đáng chú ý đó là những gì thuộc về đội tuyển Việt Nam ở lượt trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik và tất nhiên là trong chương trình này chúng ta sẽ không thể bỏ qua câu chuyện liên quan Real Madrid đội bóng một lần nữa lại giành được danh hiệu vô địch tại UEFA Champions League. Anh Huy à như vậy là chúng ta đã có trận đấu đầu tiên của tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam trận đấu ở vòng loại của World Cup 2026 ý nghĩa của trận đấu thì đương nhiên vẫn còn về mặt lý thuyết thì đội tuyển Việt Nam vẫn có thể giành quyền đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026. Cho dù nó còn rất nhỏ thôi nhưng quan trọng hơn cả là vào lúc mà mọi cái đều xuống đáy rồi thì trận đấu này nó trở nên có nhiều ý nghĩa và chúng ta đã thấy được cái điều đó từ việc trên khán đài các cổ động viên trực tiếp có mặt ở sân Mỹ Đình đã vui sướng ra sao cũng như những gì mà thầy cho huấn viên Kim sang sik đã thể hiện đã nỗ lực trong trận đấu gọi gặp đội tuyển Philippines, một trận đấu mà chúng ta đã thủng lưới trước nhưng chúng ta đã có được trọn vẹn 3 điểm. Trận đấu này chúng ta rất cần một chiến thắng. Sau một thời gian phải nói là u ám, chúng ta có luyện viên mới và Philippines là đối tượng chúng ta cũng xác định rằng là có thể vượt qua được. Lượt đi đã thắng họ rồi thì lượt về dẫu rằng là mình được xếp cửa trên nhưng mà chúng ta cũng không bất ngờ khi mà ông Kim sang sik bố trí đội hình tương đối là an toàn hầu hết là cựu binh thường bác thôi chuyện này cũng dễ hiểu bởi vì chúng ta chỉ có 5 ngày tập trung cần những con người thông hiểu nhau để mà cùng nhau vượt qua cái sự loạc choạc mà chúng ta mắc phải những cái tháng trước à, thế thì quả nhiên chúng ta mặc dù bị dẫn bàn rồi là có cái lúc chúng ta vượt lên họ lại sang bằng tỷ số hai đều nhưng việt nam đã giành chiến thắng chung cuộc tinh thần của cầu thủ là tôi đặc biệt là cảm thấy xem những cái phút cuối nó rất hào hứng và có cả cái sự xúc động nữa cảm giác lâu lâu rồi mới có một cái sự đồng lòng một cái sự quyết tâm cháy bỏng ở cái thời điểm mà rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta bị chi điểm nhưng mà anh em thì không muốn nghĩ như vậy và và một cái sự hội tụ uh, tinh thần cũng như là sức lực một cách tối đa để mà chúng ta có được bàn thắng thì uh, vẫn có những vấn đề đặc biệt là phòng ngự tuy nhiên tôi, tôi nghĩ rằng là tất cả đều hài lòng thôi với cái bước khởi đầu như vậy để mà hướng đến tương lai Tôi nghĩ rằng là trong trận đấu hôm qua thì có rất nhiều điểm tích cực mà chúng ta có thể đề cập. À, ví dụ như những tình huống dẫn đến bàn thắng chẳng hạn, đó đều là những pha dàn xếp có đường nét, có sự nỗ lực của anh em đương nhiên. Nhưng bên cạnh đó nó là, là sự chính xác, là những tính toán về mặt chiến thuật và cái sự nhạy cảm của những người thực hiện những pha ghi bàn. À, bên cạnh đó Uh, thì có rất nhiều những uh, tình huống mà các cầu thủ đã chơi với nhau bằng uh, rất nhiều những đường truyền đi chạm, những pha phối hợp gắn bó. Cho dù nó chưa phải là một sự xuyên suốt trong uh, uh, toàn cục, uh, nhưng uh, tôi vẫn cảm nhận rằng là trong một quãng thời gian rất ngắn thôi, huấn luyện viên Kim sang Sích đã uh, giải tỏa được cái sự ức chế và tâm lý nào đó uh, cho các cầu thủ đem đến cho họ một cái sự thoải mái hơn và kích thích được cái sự khát khao thi đấu của họ và đó là một phần quan trọng đem đến một kết quả thuận lợi cho ngày ra mắt của ông ấy ở đội tuyển Việt Nam. Ông Kim rõ ràng là không phiêu lưu, con người là sắp đặt đúng vị trí. Những cái cầu thủ đấy, những cái pha phù hợp đó chúng ta cũng đã từng xem trước đây rồi. Ví dụ Hoàng Đức chuyển bóng xuống biên trái cho Văn Toàn, Văn Toàn bằng cái tốc độ của mình bám được quả bóng và sau đó dừng lại để mà truyền vào trong cho Tiến Linh, rất là quen thuộc rồi thì có những cái tình huống đó chúng ta cũng đã từng ghi bàn và kể cả những tình huống mà trước đây chưa xảy ra thì nói chung là những cái miếng mà họ đã thực hiện được bởi những con người mà họ rất là hiểu nhau và chơi với nhau lâu à, thành ra tôi cho rằng là cái sự sắp đặt đầu tiên là hợp lý và cái nữa có một điều rất đáng lưu ý là ông kim sang xích nói rằng là ông coi đội bóng như một gia đình rất giống với bang sơ ông kim trẻ hơn thành ra ông coi cầu thủ như đàn em mọi thứ truyền đạt làm sao đó để mà các cầu thủ lĩnh hội một cách tốt nhất và phát huy đầy đủ năng lực của mình tức là tôi nghĩ rằng là ông đang làm những cái gì thuận nhất với năng lực của cầu thủ và thói quen của cầu thủ chứ còn không giống như ông Tulusie là là đi ngược lại có thể cái chuyện đó nó là xu thế nhưng với Việt Nam chúng ta vẫn cần một trận thắng và mọi chuyện nó phải thực tế cái trận mở màn ông Kim Sik đã sử dụng một cái đội hình ba bốn ba vốn là một đội hình mà huấn luyện viên Park Hang -seo đã sử dụng rất nhiều trong quãng thời gian ông làm việc với bóng đá Việt Nam đây không phải là cái mô hình chiến thuật mà huấn luyện viên Kim Samsic ưa sử dụng có thói quen sử dụng nhưng nó lại là cần thiết vào thời điểm này với bóng đá việt nam thứ nhất là chúng ta đã quen cách đá đó và trong cái giai đoạn mà chúng ta đang ở cái điểm trũng thì chúng ta cần phải tìm thấy một cái sự ổn định cái gì nó quen nhất cái gì mà nó thuận nhất thì chúng ta hướng theo và tôi hoàn toàn nhất trí với anh về cái việc là một huấn luyện viên mới khi hiểu được tình hình thì chọn cho mình một cái giải pháp nó an toàn như vậy là hợp lý và bên cạnh đó thì cái cái mà tôi nhận thấy rằng là cái việc ông ấy điều chỉnh ấy, nó cũng để lại một cái dấu ấn nó rất là cụ thể trong một trận thắng ví dụ như cái việc mà ông ấy thay khuất văn khang bằng phan tuấn tài rồi sau đó là hiệp hai rút quang hải ra và đưa phạm tuấn hải vào tất cả những điều chỉnh đó kể cả trường hợp đưa tuấn anh vào sân ấy nó cũng làm cũng cho chúng ta cảm nhận được rất rõ rằng là cái dấu ấn của những người mới nó làm thay đổi cái thế trận như thế nào nó tác động ra sao vào những tình huống cụ thể có thể dẫn đến những bàn thắng và sự khởi đầu này nó có thể là một cái cái duyên và biết đâu đấy có thể cái duyên này nó sẽ đem đến chúng ta rất là nhiều những cái sự gợi mở rất nhiều những hy vọng trong tương lai phải nói thời ông Park là đỉnh cao của nước Việt Nam giai đoạn chúng ta từ lúc hội nhập đến giờ thành ra những gì ông Kim muốn làm ông sẽ là một người khác thôi trẻ trung hơn và không ai giống ai cả nhưng mà cái bước khởi đầu làm người ta nhớ lại giai đoạn hầu của ông bác là phải nói rất có lý cả về chuyên môn cũng như về cảm xúc tình cảm ông ấy làm đến như thế là tôi cho rằng là ông ấy hết sức là cầu thị một loạt con người không được trọng dụng theo ông bác nhưng mà được trao gửi niềm tin đấy và cuối cùng họ đã đáp lại những gì mà khán giả kỳ vọng cũng có thể sau đây sẽ có chuyển giao thế hệ dần dần bởi vì chúng ta phải thừa nhận là nhiều người trong thế hệ của ông bác đã xuống phong độ rồi thế nhưng mà rất có thể là họ nhận được một sự hiệu triệu tức là các bạn có thể gần đây là không được sử dụng nhiều nhưng mà các bạn vẫn là những người có năng lực và chúng ta là những người đàn ông đã sát cánh với nhau lâu rồi đã giành vinh quang rồi bây giờ đá với nhau chúng ta phải có một cái trận đấu để lấy lại tin cho khán giả sau một thời gian mà chúng ta khá là gọi là mình, mình cảm giác nó rất là buồn bực với cái, cái đội tuyển của chúng ta và cuối cùng mọi người đã làm được thì tôi nghĩ rằng là bước khởi đầu như thế nó phải nói là rất trọn vẹn cả về cảm xúc cũng như là về chuyên môn thế nhưng mà chúng ta đừng quên rằng bóng đá nó là một vùng quay không ngừng và chúng ta vẫn có những con người trẻ thì tôi cũng rất hy vọng là thời gian tới những người trẻ sẽ được cài dần vào đội tuyển và có thể cái mùa giải sau khi mà v league trở lại cái mạch một tuần một trận ấy chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ mà người ta trong một cái guồng quay như vậy người ta phát huy được và chúng ta cần thêm cả những tố mới nữa bởi vì đến lúc này phải thấy rằng là cầu thủ việt nam đứng trên đỉnh cao ấy thì cái cái cái, cái, cái thời gian thực sự thời gian đỉnh cao ấy không nhiều lắm đâu chúng ta luôn luôn cần có một sự thay đổi một cái sự gọi là thế hệ này tiếp nối thế hệ kia để mà tạo ra động lực cạnh tranh thì mới phát triển đội tuyển được. À, với một cái quãng thời gian làm việc có thể nói là rất là ngắn ngủi chỉ có vài ngày cùng với các tuyển thủ và có trận đấu đầu tiên thì việc đội tuyển Việt Nam à, có những vấn đề à, trong một trận đấu à, cũng là điều hết sức là bình thường thôi. À, chúng ta có thể nhận thấy là những bàn thua của đội tuyển Việt Nam và kể cả những tình huống không để thua nhưng à, nó cực kỳ nguy hiểm cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Ấy thì uh, chúng ta có thể nhận thấy uh, cái sự sơ hở uh, trong cách chơi cái, cái việc mà chưa được ổn định trong cái hệ thống mà huấn luyện viên kim sang Sích đang uh, sở hữu trong tay um, chúng ta hiểu được là phong độ của rất nhiều cầu thủ ngay ở cấp độ câu lạc bộ thôi ở v league thôi đặc biệt là hàng thủ ấy, không cao nên uh, nếu như vẫn là những tuyển thủ đó khi lên uh, đội tuyển quốc gia họ chơi với phong độ như uh, trận đấu mà chúng ta gặp philippines vừa rồi nó cũng là điều không có gì là quá lạ cả. Nó bộc lộ rất là rõ ràng những cái thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt. Uh, tuy nhiên uh, trận thắng thì nó vẫn đến bởi vì uh, sự nỗ lực của chúng ta, uh, bởi vì cái sự mát tay uh, nếu uh, có thể nói là như vậy về huấn luyện viên Kim sang xích trong cái ngày uh, ra mắt uh, thì chúng ta đã có được một cái chiến thắng và nên nhớ rằng là kể từ tháng 11 năm 2023 đến giờ là chúng ta trải qua 7 trận đấu liên tiếp của đội tuyển quốc gia ừ. toàn thua và tính riêng trên sân Mỹ Đình từ tháng 1 năm 2023 ừ. từ trận đấu tại vòng bán kết của AFF Cup trước Indonesia giờ là chúng ta cũng không thắng. Nên trận thắng trước đội tuyển Philippines là một trận thắng có thể nói là rất có ý nghĩa à, và chúng ta cần điều này. À, nhưng nhìn xa hơn thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta sẽ phải cần có một cái sự tăng cường, à, cần một cái sự gọi là bổ sung, cần cái về có một cái sự làm mới nào đó. Ai cũng hiểu là như vậy. Bởi vì nhìn từ ở Hà Phòng Ngự này chơi đến tuyến giữa này thì chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều những cầu thủ đã đến cái độ ngưỡng của nó đến cái tầm mà có thể nói là không vừa lên trên được nữa không dám chắc rằng các em sẽ chơi được bao nhiêu lâu nữa cho đội tuyển quốc gia nhưng tôi có cảm giác rằng là cái sự phát triển nó sẽ là thật khó nhất là với những cái đấu trưởng thực sự đỉnh cao tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta gần đây những cái tài năng trưởng thành với ông Trussier và sau đó là giải U23 châu Á cái con số đấy là cũng đáng kể đấy chứ không phải là không có tài năng đâu chưa kể là thế này ngoài những cái bộ khung mà ông kim ông ấy dùng trong đội chính ấy, thì bản thân trên cái dự bị cũng có những người mà cũng trưởng thành từ thơ ông bác rồi nhưng mà trưởng thành muộn hơn một chút ấy. đấy là những người mà tôi cho rằng hiện nay đang giữ được cái phong độ và có một cái độ chín hơn chứ còn ví dụ như duy mạnh hay là bùi tiến dũng tức là những người gọi là chín ích đời giữa ấy, thì rõ ràng họ đã ngấp nghe 30 tuổi rồi thì sẽ khác nhưng mà lứa sau ví dụ thanh bình buồng việt anh chẳng hạn là những người mà từ thời ông tác thì họ sẽ cứng cáp hơn và có thể các trận đấu tới họ sẽ trở lại để mà đan cài vào đội tuyển nói chung là trong đội tuyển luôn luôn cần có ba ba lứa cầu thủ có thể cái lứa quế ngọc hải duy mạnh bùi tiến dũng vẫn còn đó đỗ hùng dũng nữa thế nhưng mà đấy cái lứa tiếp theo kiểu như thanh bình bùi hoàng việt anh và cả cái lứa trẻ khuất văn khang rồi là những cái người khác nữa tài năng của u 23 gần đây tôi nghĩ là luôn luôn chúng ta phải tạo ra một cái sự cạnh tranh và làm mới cho đội hình của mình Real Madrid đã có chiến thắng thuyết phục trước Borussia Dortmund để lần thứ 15 giành chức vô địch UEFA Champions League. Đây cũng là lần thứ 6 trong vòng 10 năm qua, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu. Tuy nhiên, đoàn quân của luyện viên Ancelotti có lẽ vẫn chưa dừng lại. Sau khi chia tay Toni Kroos, Real Madrid sẽ có sự bổ sung chất lượng trên hàng công là Kylian Mbappe. Sự góp mặt của ngôi sao người Pháp sẽ cùng với Jude Bellingham và Vinicius tạo thành tam giác tấn công chất lượng cho luyện viên Ancelotti. Mặc dù vậy, sở hữu thêm một ngôi sao trong đội hình cũng sẽ là vấn đề khiến huấn luyện viên người Italia phải đau đầu bởi việc dung hòa những cá tính cùng các phương án chiến thuật phù hợp với nhân sự mới là điều không hề đơn giản. Anh Huy này như vậy là Real Madrid đã thắng Dortmund, điều mà cả anh và tôi đều không muốn. Chứ không phải là chúng ta không nghĩ tới, đúng không ạ? Rất nhiều cổ động viên của Dortmund và những cổ động viên trung lập thì muốn Dortmund thắng để cho màu sắc của giải đấu nó trở nên mới mẻ hơn, nó có những cái thứ thú vị hơn. Ừ. Nhưng trên thực tế thì cái điều mà chúng ta vẫn nghĩ tới đó là khả năng mà cái bản lĩnh của Real, cái tiêu chuẩn của Real nó sẽ thể, thể hiện thì nó đã xảy ra rồi. Họ đã thắng sau khi đã có khoảng 60 phút người là, là chơi có thể nói là kém và Dortmund thì đã hay hơn hẳn, nhưng Real thắng thì vẫn cứ là thắng. Và đó là chức vô địch thứ sáu trong vòng 10 năm gần đây và lần thứ 15 họ có được cái danh hiệu này. Đây là một cái sự ghi nhận một cái tiêu chuẩn rất là cao và ngay lập tức họ hướng tới chiến dịch mùa giải 2024 2025 với danh hiệu thứ 16 khi mà à. họ đã bổ sung Kylian Mbappe, tiền đạo xuất sắc của đội tuyển Pháp. Cho dù sẽ chia tay Tony Kroos nhưng tôi nghĩ rằng là cái sức mạnh của họ thì gần như không có suy giảm tí nào cả. Uh, thực sự tôi cũng không hình dung được Real lại bứt phá mạnh mẽ như vậy trong hai thập kỷ qua uh, tôi nhớ là năm 1995 AC Milan nếu mà thắng được Ajax ở chung kết ấy, thì là bằng số lần vô địch với cả Real 6 lần nhưng mà không ngờ là họ đã bứt phá liên tục AC Milan từ đó đến nay thì thêm được hai cúp thôi còn Real thì đấy thống trị cúp C1 trong thời gian ở đây uh, đội bóng này đúng là là người ta sinh ra để vô địch UEFA Champions League tôi và anh chúng ta đều mong muốn là Dortmund có thể làm được một chuyện lật đổ nó cũng có lý lắm bởi vì là trước đó Atalanta và uh, Man United là đã thành công ở hai trận chung kết gần nhất bóng đá có bất ngờ và chúng ta cũng hy vọng là có cái hat trick bất ngờ quả thật Dortmund cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và hiệp một họ chơi rất là tốt nhưng mà khi họ không nắm bắt được thế trận thì cái gen của một nhà vô địch Real là lập tức trỗi dậy hiệp 1 họ xử lý khủng hoảng với tài năng của Thibaut Courtois Courtois toa tại sao mà trở lại đúng lúc như vậy? Đấy, Lu Nhin bắt rất tốt trước đó nhưng mà một cái, cái tình trạng bị cúm của Luin khiến cho Anthony là quyết đoán để cú toa khỏi chấn thương trở lại và anh chơi rất là tốt anh giúp cho Real thoát thua hiệp 2 thì họ hiện nguyên hình nhà vô địch những cái tình huống của họ thì vừa là có tài năng cá nhân nhưng mà vừa là những cái pha bóng mà họ đã tập luyện rất là kỹ lưỡng và sau trận đấu thì tôi rất đồng tình với một câu nói của anh Chúa ông ấy bảo là tôi phải cảm ơn lãnh đạo câu lạc bộ và các cầu thủ đây là đội bóng có truyền thống cái sự hào hùng của chúng tôi có được giúp chúng tôi những cái lúc khó khăn thì mình luôn nghĩ rằng là mình sống trong một cái từ trường của một cái gì đó nó rất hào hùng và không thể chấp nhận hoàn cảnh này mình sẽ vượt qua mặt khác đội bóng này là tôi rất dễ quản quân bởi vì là chúng tôi là những nhà vô địch nhưng mà các cầu thủ thì luôn luôn là đặt tập thể lên trên hết cái tôi là không có nơi cầu thủ của Real đấy thế thì phải nói là một cái môi trường tuyệt vời từ huấn luyện viên trưởng cho đến chủ tịch câu lạc bộ cái khả năng quản quân và bề thế tạo dựng một cái truyền thống của họ thật là tốt và và phải nói nói đến Real thì rất đáng để thế rồi ngay sau trận chung kết thì họ không hài lòng với cái việc mà thống trị thì thống trị rồi nhưng vài năm nay không có bom tấn thì cũng phải chiều lòng khán giả là có ngay Mbappe để mà sẽ có một hàng công rực lửa hơn mạnh mẽ hơn Chứ còn mùa giải vừa rồi thì Real uh, vô địch La Liga và cả Champions League Nhưng mà phải nói là tài thao lược của gì có phần rất quan trọng Nhưng bây giờ thì ông Perez lại muốn là Real nói Real là phải có cá nhân tả sung hữu đột Phải có những con người mà một mình quyết định trận đấu Phải có một cái kịch bản mà có thể người cầu thủ vẫn đóng vai trò quan trọng Huấn luyện viên thì rất là quan trọng, tập thể quan trọng Nhưng mà cái dấu ấn cá nhân, cái tính chất người hùng tóm lại là những siêu sao là phải có Thế thì ông chiều lòng khán giả và lại thêm mùa giải mà chúng ta chờ đợi Real họ họ sẽ là một cái đội bóng mà vẫn là cứ về số 1 cho Champions League thôi. Uh, Toni Kroos sẽ ra đi sau mùa giải này. Chính xác là anh sẽ treo giày. Uh, chưa có những thông tin cho rằng là anh sẽ đến một nơi nào đó. Uh, với đội tuyển Đức thì anh sẽ đá nốt cái Euro này. Uh, còn Real thì anh đã chia tay rồi. Uh, vậy thì ở sân Santiago de Bernabeu, uh, theo anh ai sẽ là người thay thế cái vai trò của Toni Kroos một cách hợp lý nhất? À, trong cách nói của Carlo Ancelotti thì à, ông ấy cho rằng là ông ấy có đầy đủ các cái phương án để để thay thế à, có thể là là có người khác đá giống như Tony Cruz nhưng tôi nghĩ rằng là không nhất thiết phải đá giống như Tony Cruz Và. mà cần phải đổi cách đá. À, Real ký tiếp hợp đồng với Luka Modric nhưng à, tôi nghĩ rằng là Luka Modric là Modric chứ không phải là Tony Cruz. À, vậy thì với anh ai sẽ là người giữ một cái vai trò như Tony Cruz uh, trong cái thời điểm mới của uh, Real, và Camavinga hay là một người nào khác nữa. Cũng có một giải pháp là rút Bellingham lùi về đá tiền vệ, anh cũng có thể chơi vai trò này tốt, nhưng mà tôi thiên về một cái kiểu Real vẫn là một sơ đồ cơ bản là 4 hậu vệ, 3 cầu thủ giữa sân và ba người phía trên, có thể là hai tiền đạo và một hộ công nhưng nôm na vẫn là 4-3-3 thì trong cái phần này Mbappe là một suất trên hàng công rồi Vinicius vẫn còn đó có thể giúp Bellingham vấn đề đá ở phía trên Real sẽ mua thêm trung vệ hoặc hoặc là họ chờ đợi là là mùa giải tới là không bị kém may mắn mùa rồi họ mất nguyên bộ đôi trung vệ Alaba và Militao là bị chấn thương thì mùa này có thể trở lại và cũng có thể mua thêm trung vệ để mà Suameni không phải đá tuyến dưới nhiều nữa Suameni, Camavinga, Van Verte. xứng đáng là bộ ba ở giữa sân Modric vẫn dự bị thôi ở phía trên thì kể cả có thể ra đi vẫn là Vinicius Mbappe và Jude Bellingham. Hàng phòng ngự thì Alaba, Militao trở lại rất tốt và có thể mua thêm nữa. Cú toa thì đã khỏi chấn thương rồi. Tóm lại là vẫn rất là rất là hùng mạnh và tôi hình dung là Real mùa tới có thể còn có những cái biến ảo nữa cơ. Tức là như mùa vừa rồi là họ đá chắc cái tài thao lược của đội viên rõ ràng nhưng đến mùa này thì mình cảm giác là sẽ có những cái chơi bóng và biến ảo qua các trận đấu khi mà họ đã có Mbappe rồi. Ừ, tôi cũng có một cái suy nghĩ gần gần giống anh nhưng trước hết là nói về hàng tiền vệ của real trước với trường hợp của luka modric thì chúng ta hiểu được rằng là Dự anh ấy bị sẽ thôi. không đá liên tục đúng không ạ sẽ có từng thời điểm vào sân để tăng cường cái khả năng kiểm soát của real và với một cái sự lọc lõi của mình ấy, thì luka modric vẫn có cái giá trị của mình nhưng vấn đề là Camavinga và shamini sẽ, sẽ chơi như thế nào có phải là những tony cruz mới không Tôi nghĩ rằng là khi mà không còn Tony Cruz nữa, khi mà Carlo Ancelotti là dành chọn cái 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 tư duy của mình cho những cầu thủ trẻ này, dành đất gọi là 100% cho họ ấy, thì rất có thể là họ sẽ lên một cái tầm cao mới. Cho dù là về mặt kỹ năng ấy, chúng ta không cảm nhận được rằng là họ có những cái nét kiểm soát trận đấu wow. theo kiểu của Tony Cruz. Nhưng thực ra thì chúng ta đang bàn một cái việc nó hơi gọi là thiên về cái cái câu chuyện là phải được như Tony Cruz. Wow. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái mỗi người thì đều sẽ có một cái cách tiếp cận khác nhau. Mỗi người đều có một cái kỹ năng, có một cái gọi là điều kiện khác wow. nhau và sự phát triển của Kamavinga cũng như Szameni hoàn toàn có thể ở một cái tầm khác nếu như mà wow. họ thoát hoàn toàn ra khỏi cái bóng của Tony Cruz. Tony Cruz đá thì anh giống như là một người điều phối nhịp điệu của Real lúc nhanh lúc chậm nhưng có thể hình dung mùa tới Real đá mạnh mẽ hơn trực diện hơn bởi vì Mbappe là thường xuyên ở trên có những quả đâm rồi thế thì có thể cần một hệ thống một cái hình khối tiền vệ có sức mạnh hơn và cơ bắp hơn và và có thể là đối phương sẽ bị dồn ép nhiều hơn sẽ mệt mỏi hơn với cầu thủ Thái Để tôi hình dung một cái kiểu vận hành là như vậy. Và Ancelotti cũng đã từng vận hành đội bóng của mình theo cách như thế ở các mùa giải trước khi mà có cầu thủ trẻ và ở AC Milan thì cũng đã từng chơi kiểu đấy rồi. Tôi tôi nghĩ là không không chỉ là một cái kiểu kiểm soát nhịp điệu túc tắc rất Italia đâu mà ông này là có thể thiên biến vạn hóa lắm. À, với hàng tấn công của Real Madrid thì nó sẽ là vô cùng chật chội vì Kylian Mbappe tham gia vào đó Giúp Bellingham thì ở mùa giải vừa rồi được đẩy lên chơi như một trung phong. Cho dù đó không phải là vị trí sở trường của anh, nhưng anh ấy vẫn hoàn thành rất là tốt cái vai trò này. Ờ, rõ ràng là cái bàn tay cũng như là cái cái tầm nhìn của Carlo Ancelotti nó đã góp phần hoàn thiện uh, Giúp Bellingham. Nhưng rất nhiều người thì cho rằng là Giúp Bellingham sẽ uh, chơi giống như Zidane thì hay hơn, tức là đã thấp hơn xuống một chút. Uh, vẫn là một tiền vệ công nhưng nó không giống như một là số 9 ảo như ở trong giai đoạn vừa rồi. À, vậy thì nếu như chúng ta xếp Jude Bellingham này, à, Clear Mbappe này và Vinicius, những người có thể nói là vừa tên tuổi nhất, vừa hoạt động uh, sắc sảo nhất trong quãng thời gian vừa qua là những người đá chính. Tạm đặt Rodrigo ở vai trò của cầu thủ dự bị và rất có thể là Rodrigo sẽ ra đi, đúng không ạ? Thì uh, anh nghĩ là nó sẽ vận hành như thế nào? ai sẽ là người đá trách bên trái bởi vì là chúng ta thấy là Vinicius và Kylian Mbappe đều là những người có xu hướng chơi trách bên trái thì nó sẽ hay hơn cũng không loại trừ khả năng là họ hình thành một cái sơ đồ 442 với hàng tiền vệ hình thoi ở phía trên thì Mbappe và Vinicius đá với nhau Mbappe thực ra lâu nay vẫn muốn đá trung phong nhưng mà có thể là ở câu lạc bộ của những đội tuyển thì người ta vẫn mặc định là anh ấy đá biên bây giờ là một cơ hội để Mbappe di chuyển vào giữa đá trung phong thế nào và biết đâu đấy ở Real là một môi trường mà anh có thể có những cái làm mới mình giống như Ronaldo ngày trước đá biên nhưng mà có thể sau đó vào đá ở giữa nhiều thì Mbappe tôi nghĩ là thừa tố chất để đá ở giữa họ sẽ là một cái cặp Mbappe và Vinicius ở trên thế còn ở phía dưới là một hàng tiền vệ hình thói rút Bellingham đá nhô cao có thể Van Vét ở bên phải chẳng hạn Camavinga bên trái và Suameni ở giữa Camavinga cũng thường xuyên đá hậu vệ trái thành ra là lệch bên trái của hàng tiền vệ cũng rất là ok và Suameni đá ở giữa thì đấy là một hàng tiền vệ tôi cho rằng cũng cũng rất thú vị đấy tôi nghĩ rằng là đó là một cái gợi ý nó khá là thú vị bởi vì uh, Kylian Mbappe là người mà tôi đang chờ đợi rằng anh ấy sẽ chơi nó 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 đa dạng hơn và trong một loạt những trận đấu gần đây của đội tuyển Pháp thì tôi cảm nhận được rằng là anh ấy xuất phát từ rất nhiều hướng chứ không phải là chỉ ở bên phía cánh trái như chúng ta vẫn thường thấy uh, với Vinicius chẳng hạn thì anh ấy cũng hoàn toàn có thể tạo ra được một cái việc mà bó vào trong chơi nó không kém phần lợi ừ. hại À, tuy nhiên đó là vấn đề mà thời gian sẽ trả lời cho chúng ta rằng đó liệu có phải là một cái giải pháp hay nhất hay không còn cái xu hướng sử dụng một hàng tiền vệ hình thoi thì tôi nhớ không nhầm thì carlo Ancelotti đã từng thành công rồi vâng. chỉ có điều là mô hình đó nó còn phù hợp với uh, điều kiện của bóng đá hiện đại hay không khi những đối thủ của họ uh, đã có nhiều cái giải pháp hơn vâng. để có thể gọi là hóa giải các cái, cái mô hình thi đấu này và um, xét cho cùng ấy, thì nó cần phải gọi là huy động bao nhiêu cầu thủ tham gia tấn công và cái xu hướng tiếp cận của Real nó sẽ là như thế nào trong cái giai đoạn của mùa giải 2023 2024 thì họ chơi cứ thủng thẳng thôi chỉ cần đẩy tốc độ lên ở một cái vài cái thời điểm nào đó là quyết định được các cái pha bóng và quyết định trận đấu nhưng uh, hoàn toàn có thể cái ý của anh uh, ở phần trên ấy là mùa tới Real sẽ chơi bùng nổ hơn wow. sẽ chơi với áp lực lớn hơn ấy, là điều có thể xảy ra hoàn toàn có thể có một cái, một cái phiên bản mới của, của Carlo Ancelotti cùng real cùng với Kylian Mbappe và uh, một cái cách chơi nó, nó tiếp cận nó, nó, nó có thể nói là uh, màu sắc hơn uh, dồn dập hơn và um, nó có thể sẽ đem đến một, cho chúng ta một cái, một cái góc nhìn có thể nói là hoàn toàn khác về real chứ không phải chỉ là một real gọi là là, là dày dạn và lì lợm chứ wow. như chúng ta đã thấy tôi nghĩ rằng họ sẽ hấp dẫn hơn chơi bóng mạnh mẽ trực diện hơn chứ chứ không 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 hoàn toàn là một Real hai ba mùa gần đây là có cảm giác là một cái sự cổ quái nó nhiều đấy tôi nói Real gần đây là như là một con ngoáo hộp ấy tức là hiện nguyên hình đúng thời điểm còn những lúc khác thì như là du ngủ đối phương thế thì có thể sắp tới họ không cần phải đá kiểu du ngủ nữa mà họ sẽ là một cái nội ám ảnh liên tục với một cái sức công phá mà như vậy bản chất nó mới là Real anh có nghĩ rằng là Jude Bellingham sẽ bị uh, giảm đi cái sự ảnh hưởng của mình trong cái uh, tình hình mới khi mà Kylian Mbappe đến với sân uh, San Chieu của à, Tôi có cảm giác là cái mùa đầu tiên này có thể giảm đi. Nhưng Bellingham tương lai anh còn dài và hợp đồng của anh với Real thì, thì còn nhiều năm. Thành ra là cũng có thể anh sẽ phát triển trở thành một cái mẫu đá điềm tĩnh kiểu như Toni Kroos sau này. Thế còn trước mắt mùa giải này tôi cảm giác là Mbappe đến thì anh đang nổi như vậy, anh là siêu sao và Mbappe sẽ là nhân vật thu hút dưới truyền thông cũng như là sẽ là tâm điểm hoàng công, sẽ là chủ công và Bellingham năm nay sẽ phải bớt vai trò đi một chút. Uh, số áo của Kylian Mbappe ở sân Bernabeu sẽ là số chín uh, và như chúng ta vừa trao đổi trên thì hoàn toàn có thể sẽ có một cái xu hướng chơi không chỉ ở ngoài uh, biên trái và uh, nó có thể đa dạng hơn rất nhiều thậm chí là chơi ở chính giữa trong vai trò mà, uh, một tiền đạo uh, của một đội hình gồm có hai mũi nhọn và uh, chứ không phải là một cái gọi là mũi đinh ba như chúng ta đã vẫn thường thấy ở Real hoặc là rất là nhiều những đội bóng khác của Kylian Mbappe uh, và anh ấy hoàn toàn có thể sẽ trở thành một biểu tượng mới của Real. Tôi cho rằng hoàn toàn có thể chứ, anh ấy đủ tố chất mà. Ừ, đến bây giờ thì anh sự nghiệp chỉ còn thiếu UEFA Champions League thôi. Ừ, và nhiều người nói rằng là nếu mà anh đến với Real sớm hơn thì có thể đã có rồi. Bây giờ anh đến đây để mà chinh phục UEFA Champions League và giúp cho Real có thêm màu sắc. Nói chung là chúng ta cảm nhận ngay từ đầu, thậm chí là từ những mùa giải trước, nếu mà họ đến với nhau chỉ tốt cho cả hai thôi. Vấn đề là đàm phán dứt bỏ cái lạc bộ thế nào chứ còn sắp tới sẽ là một cái tương lai tốt cho cả hai ở Real vâng xin được cảm ơn anh huy về những chia sẻ của anh trong chương trình này à, kính thưa quý vị đó là những gì mà chúng tôi đã trao đổi trong chương trình quán thể thao tuần này xin chào và hẹn gặp lại